Hôm 18 tháng 5, Bộ Y tế Singapore ra thông báo nước này đang ở trong giai đoạn đầu của làn sóng COVID-19 mới. Với các ca mắc COVID-19 gia tăng đều đặn, làn sóng này dự kiến sẽ đạt đỉnh trong 2 đến 4 tuần tới. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Singapore ông Yeo Kung cho biết, để đảm bảo số giường bệnh và phòng ngừa làn sóng mới nhất, các bệnh viện công đã được yêu cầu giảm các ca phẫu thuật không khẩn cấp và chuyển bệnh nhân đến cơ sở phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng ông kêu gọi những người có nguy cơ cao nhất mắc COVID-19, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên, những người dễ bị tổn thương về sức khỏe và cư dân tại các cơ sở chăm sóc người già, nên tiêm một liều vaccine COVID-19 nếu mũi tiêm gần nhất đã được thực hiện từ 12 tháng trước. Chính phủ Singapore cũng khuyến khích người dân nói chung nên thực hiện trách nhiệm với xã hội, bao gồm giữ vệ sinh cá nhân tốt, giảm tương tác xã hội khi cảm thấy không khỏe và đeo khẩu trang nếu dễ tổn thương sức khỏe khi ở khu vực đông người hoặc có triệu chứng.